Ủa đang làm gì em gái? Em đang ngồi salon với lấy ống nè. Trời, ngồi với ao đây luôn. Sao thấy xà lông, sao thấy ốc? Biết nào là xà lông, biết nào là ốc? Thì không biết mấy mò, bạn ấy nè. Rồi. Còn mới ra được chứ. Còn mới ra đúng không? Đúng không? Chào em. Dạ chào chị. À, chị nghe anh kia anh chia sẻ về ngoại U77 á em. Dạ. Nói về ngoại là nọc trưởng em. Rồi chị thấy đúng thiệt luôn á. Là ông đúng là hả nọc trưởng luôn á, là sức khỏe ổng mạnh ghê luôn á. Ở dưới đây ổng trời ổng quá trời vợ luôn, ổng chơi đâu là dính đó luôn em. Ghê vậy chị. À, dữ lắm luôn á. Mà hồi đó mấy cái clip trước á là nghe nói ổng vậy vậy đó. Là hả người ta nghĩ là chắc là con cháu ổng xấu hổ với người này người kia, nhưng mà thật sự không phải đâu. Thấy ổng mà tuổi ổng như lớn tuổi vậy mà giờ ổng còn sức khỏe, ổng còn đi tiễn vợ, là mình là con là cháu là mình thấy còn vui vui giùm cho ổng á, làm thấy còn hãnh diện nữa đó, chứ không có gì xấu hổ hết trơn á, em nói đúng không? Bây giờ mà cuộc sống mà ổng còn khỏe, ổng còn đi vậy là mình phải mừng, mình là con cháu là mình phải mừng chứ. Nên là ở đây người ta đặt cho ổng là nọc trưởng là đúng luôn á, là chị thấy đúng á. Chứ ổng là giống như là hả sức khỏe có nè, nên ổng mới đi tiễn vợ, rồi hả chơi đâu là dính đó, thấy không? Rồi ổng bây giờ chắc ở con cháu ổng chắc tùm lum luôn á, là bách phát bách trúng luôn á em. Dạ. Vậy mà có một số bơ hổm nói là ổng là một cua bắt ốc. Theo chị nghĩ như sao? À, chị nghĩ cái những người mà người ta nói vậy là có chính xác không? Trời, người ta không biết, người ta nghĩ ổng lớn tuổi thì người ta nghĩ ổng không làm được gì nên người ta nói ổng vậy, chứ thật sự không phải vậy đâu. Trời ơi, ổng dữ lắm, nhìn ổng vậy chứ ổng dữ lắm. Ở đây hả, ổng tiễn bà nào về là ổng làm một phát một là người ta chịu không nổi, lên là người ta bỏ của ta chạy lấy ngừ á. Chứ không phải là ông mò ta chịu không nổi đâu, mà là ổng chơi người ta chịu không nổi á. Chơi chịu không nổi luôn. Ừ, ổng mạnh lắm, coi vậy chứ ổng mạnh lắm, nên ở đây á, ở cái khu vực này á, ông người ta phân ổng là tộc trưởng luôn á. Nên là bởi vậy người ta mới gọi là nọc trưởng, chứ không là bình thường, nếu mà mình bình thường là người ta sẽ đâu gọi vậy. Người bình thường giống như em đi, em á, em trai tráng em đi, chứ chưa chắc bằng ổng đâu. Ổng coi vậy ổng già chứ ổng dữ lắm. Sức nói khỏe. Câu là gừng càng già càng cay đúng không? Đúng rồi, gừng càng già càng cay mà ổng giống như là có một cái gì đó nên là người ta mới gọi ổng thành độc trưởng như vậy, khỏe mạnh nữa. Chắc là xưa ông ăn nhân sâm nhiều quá. Chắc vậy quá, chứ không ổng đâu khỏe dữ à. Giờ thấy ổng còn đi tiễn nữa thấy không, phải ru luôn. Giờ ổng còn bách phát bách trúng luôn á, em thấy đúng không? Dạ. À, cảm ơn chị ha. Rồi. Không làm khác mà làm không để ngoài rồi. Hả lại lên mạng xã hội rồi nói chuyện gì đó. Dạ. Nói chuyện rồi lên cộng đồng mạng xã hội, ta nghe cho người bắt đầu nghe, ta tự có gì nó mình lớn tuổi rồi, mình già rồi. Dạ. Rồi kết nối, ổng kết bài văn, rồi kết cái bài dư gì đó, bài chữ. Trời ơi, cái bằng nghe còn hơn là... Nó ai nói nha, coi mà tụi mắc cỡ. Cha ơi, mấy cha mấy mẹ lên trên cộng đồng mạng mà mấy cha ví dụ giường chiếu với nhau, ăn ở với nhau, mấy má mấy cha khai tùm lum ta la, bẹt mét hết trơn. Rồi lên nó kết nối với phương chỗ nào đó, thì mình ghét gì? Lên đây chính lộn á. Rồi gạt gẫm với nhau, lấy tiền, lấy bạc. Chồng ta ăn không, có thể nó làm một cái uống coi nó, đây là cái mạng xã hội, mình thấy con người phải có thực tế, tặng người cho nó đàng hoàng, lên đây là cộng đồng mạng xã hội, nó biết trơn rồi, nói lên phát lên đó, bị phát sóng lên, chưa phát sóng trên đài, cứ thấy về đài á, phát sóng đài báo điện tử rồi, về đài nó công nghệ mới rồi, công nghệ tiên tiến, dạ, nó biết cả nước ngoài luôn. Chứ không phải lên đi cộng đồng mạng, lên đi cái nói chuyện như hai mình ở trong nhà nè, hai mình muốn nói sao nói cũng được, chứ đâu không có được.
đây là cái, đây là cái cộng đồng mạng của mấy em làm trên mạng xã hội cho những anh em, và như mình chia sẻ với nhau là mình nói chuyện cho nó có ý thức. Một điểm, điểm thứ hai đó là các anh lên đây mà các anh đăng ký là các anh lên chương trình để mà nói chuyện cho nó có văn hóa văn minh trong lúc sau đó đã tiên tiến là đã mình nói được văn minh rồi, lên trên mạng xã hội mà nha, nói chuyện người chữ tục tiểu, người giường chiếu chổng, người mình là con người cái gì rồi đi nhậu dắt cái mặt lên mạng xã hội à, rồi lên kết nối yêu thương. Hai, chồng bỏ chồng quánh, nó bà đi không tao quánh tao bỏ bà, còn ông lên khai vợ bỏ thì đi không, không còn nào đi không, không có lửa, không không khi nào mà lửa phải có khói với lửa nhau có nhau hết trơn, mình đừng có nói về cái phía nào hết trơn. Bây giờ lên mấy má nói giùm con cái gì nè, mai mốt mấy với mấy ông nội, bây giờ tôi có vợ hay gì đó, bây giờ hai chồng không có là không có tiếng nói chung, giờ hai chồng chia tay kiếm người khác cầu, đừng có lên mà nói kiểu người này kia, rồi mai mốt cũng ra bể tào le tắc nát ra thằng em, bây giờ bể bể ra con ngốc thằng lum chứ. Dạ. Xấu hổ, mình lớn rồi chứ không phải mình nít đó, mình phải nói để chỉnh chặt đàng hoàng, đừng đến đụng chạm ta. Bây giờ mình đã ví dụ ly dị nhau chia tay kệ ta, ta có làm gì nó làm kệ ta, rồi mình muốn kiếm cái bánh ghép nữa còn lại sau cùng mình lại cũng phải lên nói chuyện đàng hoàng, còn bên nữ gì đó cũng nói chuyện cho đàng hoàng đi, chứ đừng có lên bốc hốt rồi nữa bắt đầu nói trả bên này cái bên kia ta nghe được thấy quay lên á, bên kia nghe cái bắt đầu quay lên môi lại, rồi môi lại cái hai người hai ra kéo ra cộng đồng mạng chửi lộn. Trời ơi trời ơi, mấy anh kinh chưa chắc năm nay kinh lớn tuổi rồi mấy anh. Dạ. Không đó kệ lên với mấy em nhỏ, cái bắt đầu mấy em lớn đầu đưa cho mấy em nhỏ nó hỏi tụi hơn rồi cái hồi tò ác ngồi để xử mấy anh nó cỏ gà kinh thấy không, là nó hỏi rồi cái hai ra tùm lum cái mẹ tắt lát cái này rồi mình lớn mấy ông mấy bà phải lên đây mà nói chuyện nhau đàng hoàng, mình phải có cái danh dự mình uy tín của mình, anh nói thật chứ không phải là lên cộng đồng mạng nó sao đâu, cái mạng xã hội này cái những trên YouTube ta các em làm YouTube nó kiếm mà vấn đề nó live stream hay là nó làm gì đó bà mẹ nó kiếm cuộc sống của nó, nhưng mà mình phải đúng đắn đàng hoàng, anh đúng đắn đàng hoàng đủ cha nào dám ra lên nó có mình thiệt, thằng nào cũng bố hốt tao nói gì đó tao đúng sự thật vậy đó, mày dám gì cũng chính tao, rồi cái hỏi lên kêu đăng lên đi cái đổ thừa ờ kinh phải kinh đó là cái nào mà kêu người ta đăng lên đã mới là nói chuyện cho đã rồi mới là đổ thừa người ta, đừng có đổ thừa ai chứ, cái đó là mình không đàng hoàng chứ không phải mấy đứa làm kinh quá nó không đàng hoàng. Trời trời, tao làm kinh tao hiểu biết cái vấn đề lực pháp, tao biết để tạo bộ cả cái chứ đâu phải là khùng mấy khùng khùng với mấy bà ở đây, chứ bà lên là lên kinh với bà làm đó cam đăng kinh đi, mấy bà đăng ba bữa nó nhốt mấy bà chánh viện lên mạng sao bắt mấy bà công dân mạng bắt đoạn nhốt cho mấy bà tập thảy được bà không anh nói gì đó. Dạ. Anh với phát cái những cái kinh nào mấy em không bao giờ anh nói vậy, nhưng mà ví dụ mình phải đánh dấu hỏi rồi đứa nào lạnh thế nào mình phải coi à, đứa nào là bên cái cành này đứa nào anh kia đủ thứ. Anh nói thật với Trinh đó, là anh đi công tác thiện nguyện đó, anh không nghèo, anh bằng tháng già chịu là anh sống bên anh rồi, bằng được cái gì anh ghi 500-300 thì anh dồn dồn lại cái anh đi chơi cái anh cho ba tình về anh bằng nợ anh sống, dư ra anh cho chứ giờ dùng sống này 80 tuổi rồi còn gì nữa cơ, mấy năm nó chết, tại mẹ nó chết không được theo được đâu, không có đó anh thầy. Dạ, là cái số anh mà ví dụ những công tác thiện nguyện là những thầy ai khổ rồi đó, anh cho nguyện có vài 300 anh cho 500 thôi cho đâu thì cứ cái gì thấy cái hoàn cảnh như thế nào đó, không phải là anh làm coi kỹ nữa anh biết cái nó như sao, nhìn kỹ anh mới cho nha. Yeah. Anh nó từng bị gạt đó. Yeah. Anh từng bị gạt thì để người ta gạt lại à. Yeah. Nhưng mà anh cũng cần tới anh chỉnh đây à, anh từng bị gạt không phải là mấy kinh kinh gạt là kiểu gì thấy nó người ta khổ khổ hút luôn bà mẹ nó gạt mình cho tiền là kinh mình bị gạt. À, anh bị hoại gì là anh cứ cười và anh từ cái việc quán ngang số điện thoại anh rồi anh nhìn thấy rồi nó anh ra tiền cho cái việc cơ số tài khoản qua anh rồi anh cho anh nói thiệt anh đi miền Trung hoài anh đi thành phố Vinh đó anh đi Vinh mấy lần đi ra ngoài thiện nguyện rồi nhằm khi anh nếu mà số tiền đi máy bay rồi nó nhiều đó anh không có tiền đủ tiền đi nhiều đó là có khi anh lâu quá anh gửi ra ngoài anh gửi bằng
tài khoản của Phan Hồng á. Thằng Hồng á, ở ngoài Phổ Linh đó nha. Và mình gửi ra chú tài khoản anh đó, thằng Hồng tiền lại đã tự cho chỗ đó đó. Thì cái chỗ đó anh có từng đi anh biết rồi. Thì tiền lại đó anh cho giùm anh. Và tiền anh gửi ra đó. Không có nói nó thì thật anh đi bên mấy lần luôn. Anh đi Hà Nội 2-3 lần luôn. Dạ. Anh đi được cũng được hoài à. Rồi vậy đây rồi có việc nào rảnh rảnh thì em đâu lại? Dạ em ở trên Sài Gòn nè anh. Sài Gòn quận mấy? Dạ quận 12 anh. Quận 12 gần Sóc đó anh. À dạ đúng rồi, em cũng gần gần bên đó đó anh. Với lại Bình Dương của anh, tại bên vợ em là bình, bình ở Bình Dương. Hai bên đi. Dạ. Biết sao không anh á, em đi Sài Gòn với Vũng Tàu là hoài bị buôn bán á. Dạ. Để có em Bình Dương thì em ở chỗ gần ở chỗ Bình Cát. Lên đây lên trển thì lên phố thì anh đi xe em ra, anh em mình cà phê mình chơi chứ chọc được chơi nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi rồi rồi. Dạ 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 anh chào anh ha. Dạ. Rồi rồi. Dạ dạ. Rồi, rồi. Dạ, dạ.